Xin chúng ta sửa soạn đời sống tấm lòng của mình để bước vào trong sự thờ phượng Chúa buổi chiều hôm nay. Xin kính mời hết thảy quý tôi con Chúa chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta dành vài phút để chúng ta cầu nguyện với Chúa để xin Chúa ngài giúp đỡ. Xin Chúa ngài thanh tẩy, thăm viếng tâm lòng, đời sống của chúng ta. Vì lời Chúa phán dạy với chúng ta đó là vì Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại ngài phải lấy tâm thần và lấy thật mà thờ phượng Chúa. Vì Đức Chúa Trời là thần, là đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, là đấng biết tất cả mọi người đều trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đấng tốt lành cho cuộc đời chúng con. Cảm ơn Chúa vì lời chưa ra khỏi lưỡi thì cái sơ ba biết trọn hết rồi. Chúa biết chúng con khi đứng hay chúng con nằm. Chúa biết chúng con làm gì. Chúa biết chúng con ở đâu. Vì Đức sơ ba đấng toàn tri toàn năng toàn tại đấng hiện diện trong mỗi cuộc đời của chúng con. Đấng sẽ gìn giữ chúng con khi chúng con đi ra đi vào từ nay cho đến đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa vì ân điển tình yêu của Ngài trên cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa chúng con được sự bình an của Ngài. Dẫu có nhiều người trong chúng con đang ở trong hoàn cảnh bất an, chúng con nhớ đến đất nước Ukraine đang ở trong chiến tranh. Họ đang ở trong sự lo lắng, sợ hãi. Họ đang ở trong sự thiếu thốn, bao nhiêu đau thương và cả sự chết đang bao trùm đất nước này. Con xin cái tay quyền năng của cuộc đời thương xót dân tộc này. Xin Chúa ngài bảo vệ con dân của Chúa và bảo vệ tất cả những con người tại nơi đó, cả những người chưa biết về ngài, để họ sẽ biết về Ngài và tôn thờ Ngài. Cảm ơn Chúa buổi chiều hôm nay mà một chúng con được ra mắt thờ phượng Chúa. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa ở với chúng con. Tại nơi chốn này chúng con được tôn cao thờ phượng Ngài. Tại nơi chốn này chúng con được ngợi khen chúc tụng mọi điều tốt lành của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Tại nơi chốn này chúng con được ca vang và công bố rằng Chúa là đấng chiến thắng cho chúng con, đấng sẽ ban chiến con sự chiến thắng ở trong cuộc đời của chúng con. Buổi chiều hôm nay có những nan đề, có những sự sầu thảm, có những sự thiếu thốn, có những sự thất bại, và con công bố trong danh Chúa Jesus rằng nó đã bị đánh bại trong danh của Chúa Jesus, và từ những sự thất bại đó sẽ biến đổi trở nên sự chiến thắng vui mừng ở trong Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa buổi chiều hôm nay chúng con được thờ phượng Ngài con thanh lòng. Dạ xin Ngài ở với chúng con, hiện diện chúng với tấm lòng của chúng con để chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa và công bố rằng Jehovah Nissi, đấng chiến thắng, đấng sẽ ban cho chúng con sự chiến thắng, sự đắc thắng luôn luôn ở trong danh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hãy cho con hiệp chung sự cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Come.
quan của Chúa sẽ tồn tại mãi mãi. Từ thế hệ này sang thế hệ kia sẽ còn tiếp tục ca ngợi thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì thời giờ quý báu này để chúng con được thờ phượng, để chúng con được chiêm ngưỡng sự tốt lành của Chúa trên cuộc đời của chúng con, để chúng con bước vào trong sự hiện diện của Chúa và chúng con thấy rằng Chúa ơi, Ngài thật tốt thay. Chúng con sẽ hướng về Ngài để tôn thờ một mình Giê-xu mà thôi. Cảm ơn Ngài Giê-xu. Vì duy chính Chúa Ngài thờ, đáng tôn thờ. Vì duy chính Chúa Ngài thờ, thiên vinh. Lòng con chúng ta còn mãi mãi một ngày.
tiếp tục được Chúa phục hồi ở trong Ngài. Cảm ơn Chúa, xin phục, xin làm cho tâm linh của chúng con tươi mới, để chúng con nhận lãnh những sức mạnh, sự sống, sự tuôn trào bởi thánh linh của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì có Ngài, Chúa Giêsu. Con công bố buổi chiều hôm nay, hết thảy mỗi một chúng con sẽ nhận được sức mới của Chúa. Rồi chúng con có cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, bởi vì sức của Chúa là sức tổ. Cảm ơn Ngài. Thank you.